Từ sự quan tâm đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các chị em phụ nữ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức đã thành lập tổ phụ nữ làm bánh dân gian để bán và gây quỹ hội và quỹ an sinh xã hội giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Chọn ngày thứ tư hàng tuần để thực hiện chương trình nên trước đó vào chiều thứ ba, gian bếp nhỏ tại nhà chị Nguyễn Hiền Dung, chi hội phó chi hội phụ nữ khu phố 5 thị trấn Bến Lức trở nên nhộn nhịp hơn. Biết chính là chị Hiền Dung, các chị còn lại mỗi người một việc, chỉ một thời gian ngắn, các loại bánh như bánh tăm mì, bánh da lợn, bánh chuối khắp, bánh khoai mì nướng cũng hoàn thành. Những món bánh dân dã nhưng chứa đựng ý nghĩa cao đẹp cho một chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa. Qua làm thì mấy chị em lại càng phấn khởi hơn trong công việc này, mỗi ngày mỗi vui vẻ hơn và làm, mỗi ngày lại phát triển hơn. Tại trụ sở khu phố 1, ngay từ sáng sớm đã tấp nập người đến mua bánh để ủng hộ chương trình của các chị. Đợt triển khai bán bánh lần thứ 3 trong tháng 8 đã giúp hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn khu phố 6 và khu phố 9, thị trấn Bến Lức có thêm phần chi phí để mua sách vở, quần áo nhân dịp đầu năm học mới. Được các cô, các chú ở thị trấn ghé thăm, ủng hộ và động viên con, tặng quà, trao quà cho con. Để không phụ lòng các cô, các chú, con và em con sẽ cố gắng học tập thật tốt, chăm chỉ. Hiện chương trình bán bánh gây quỹ của các chị em phụ nữ thị trấn Bến Lức tiếp tục nhận được sự ủng hộ với nhiều đơn hàng. Các chị cũng tích cực chia sẻ các thông tin về chương trình trên mạng xã hội và những người xung quanh. Tin rằng sự nhiệt tình sáng tạo vì cộng đồng của các hội viên phụ nữ thị trấn Bến Lức sẽ góp phần lan tỏa đến nhiều người về món quà ý nghĩa dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.